trả tờ khá giả nguyên tem mới bước ra đời. Được em tiếp cận anh không thốt ra lời. Nhan sắc thuần Việt sở hữu body gái Tây. Em không nói anh cứ nghĩ em bán trái cây. Không biết gặp em anh phải làm gì. Search Google các huynh đệ dạy phải. Làm tí em thích mẹc và việc nhanh không xàm xí. Kín đáo lịch sự hành quân và giờ tí. Mọt sách phải học cách lên ba. Em đây không còn là bé lên ba. Cùng nhau một cộng một nên ba. Giao lưu kết hợp 9 tháng sau lên ba. Lời hứa em nói như đi trên mặt trăng. Nên khi nghe xong chân anh chỉ muốn moonwalk. Trai ngoan first date không nói chuyện vào. Ra yêu gái ngoan không yêu gái việc đi vào. Ba. Em thích trong hay ngoài. Em thích trong hay ngoài. Em thích trong hay ngoài. Đừng nhìn xuống dưới vì mắt anh ở trên này. Em thích trong hay ngoài. Em thích trong hay ngoài. Em thích trong hay ngoài. Đừng đánh vần nữa trả lời đi trong hay ngoài. Là baker nên em thích váy ngắn. Overnight cũng chẳng có ai ngăn. Trong tim anh cũng chỉ có 2 ngàn. Em à, trẻ Hà Nội còn được mấy trai ngoan. Khánh gọi là em đi. Xin một chiếc nữ chính độc quyền trong MV. Quen nhau vài giờ mà anh đã thấy em friendly. Em muốn sở hữu anh như chú cầu bồi của Andy. Sau vài cuộc hẹn em nghĩ rằng anh đã thích thú. Em thật hoang dã nhưng xin lỗi anh không thích thú. Bột mì cộng ngâm cho gì em cũng đã thông. Nơi sống em bắt đầu thì anh Khánh cũng đã thông. Đã không xin lỗi đã không nặng nữ đủ kiểu dù anh say vẫn không cho. Ngoan không có vui nên em làm gái hư. Tây môn Khánh như anh mà em nghĩ dễ dãi ư. Em thích trong hay ngoài. Trong hay ngoài. Em thích trong hay ngoài. Đừng nhìn xuống dưới vì mắt anh ở trên này. Em thích trong hay ngoài. Em thích trong hay ngoài. Em thích trong hay ngoài. Đừng đánh vần nữa trả lời đi trong hay ngoài.